Hello Trò Trò. Anh Vinh có kênh TikTok không vậy? Sao em tìm không ra? Có mà em ơi. Thì cũng một năm nay rồi mình chưa reaction cũng như là xem các video TikTok của mình do mình làm nha các bạn, là TikTok của Vinh MC luôn. Nếu mà bạn nào chưa biết kênh TikTok của mình á thì các bạn tìm kiếm là Nguyễn Hoàng Vinh. Ở đây nè, thấy không nè, đó là chỗ đó đó nha. Và các bạn nhớ theo dõi kênh TikTok của mình và thả tim cho video của mình nhé. Ok, và trước khi mà vào video thì các bạn nhớ để lại video này một like và kéo xuống ấn đăng ký kênh để giúp cho kênh mình đạt 2 triệu người đăng ký nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Rồi, xong vừa mới vào mà cái mặt của mình kỳ cục vậy. What? Các bạn ơi. Đây. Cái này gọi là mắt lé. Ừ, mắt lé thiệt. Ghê. Các bạn có thấy ngầu không? Quá là ngầu luôn. Cái pha này là lúc này là mình làm một cái trend biến hình đạp chân biến hình. Đó, đạp cái chân xuống biến hình liền. Mà cái khúc này mình nói với các bạn á, lúc mà mình làm á, mình sợ lấy cái chân đạp xuống bể cái màn hình. May là cái điện thoại lúc đó của mình không bị làm sao hết. May quá. Gần đây nhà tôi xuất hiện rất nhiều hiện tượng lạ. Tôi đã đặt camera để quan sát và phát hiện. Cánh cửa tự động đóng. Ghê quá. Sợ quá các bạn ơi. Ui sợ quá. Gấu bông lơ lửng. Bóng ma chạy vụt qua cửa. Bóng ma này là bóng ma gì vậy? Các bạn hãy bình luận ở phía bên dưới cho mình biết nhé. Khi tôi đi về nhà. Con mới đi Sài Gòn về nè mẹ ơi. Nụ cười đã tắt. Như là các bạn đã biết, tình hình dịch bệnh hiện nay rất là phức tạp luôn. Nên là các bạn nhớ bảo vệ sức khỏe của mình và tránh tụ tập nơi đông người nha. Hiện tại các bạn nên ở nhà là tốt nhất rồi. Và đây là cái kết. U đầu luôn, nguy hiểm quá. Ơi, các bạn có để ý không? Khi mà bác dân làng á vào nhà thì cái nhà này nó dịch chuyển ra cái chỗ khác. Đây nha. Ở đây à, cái nhà nó đang ở đây. Đó, cái tự nhiên nó dịch chuyển qua đây. Rồi cái ông dân làng này ổng không hiểu tại sao lại như vậy. Ôi trời ơi, mất tiêu cái nhà luôn. Ủa? Tại sao dân làng này không nhận hoa của anh Golem, làm anh Golem rất là buồn luôn. Rồi, đây là một câu chuyện rất là buồn. Công nhận rất là ảo. Khi Hero Ride về Việt Nam. Ok, về Việt Nam sẽ như thế nào? Trời ơi, cái quần gì ở đây? Này thì về Việt Nam đó hả? Úi giời ơi. Đồng hồ
mà đem đi chơi Minecraft. Ôi giời, quay quay quay, đỉnh thiệt. Ôi, đồng hồ mà chơi Minecraft. Rồi cái con này là con gì đây? Con này nhìn giống như là cái con lãi á các bạn. Khi mà cái con này nó bay lên trời á mà nó đáp xuống, nhìn nè đó, tới lúc này là anh Golem chết luôn các bạn ạ. Con này rất là mạnh. Trời, cái con nào mà nó bay trên trời nhìn thấy ghê quá vậy. Thôi, coi tiếp đi các bạn ơi. Ôi con tôi. Ôi, cái cảnh này là mình khoe cơ bắp, giống như là anh bạn này nè, khoe cơ bắp lên. Mình thì mình cũng muốn khoe cơ bắp của mình. Rồi, các bạn thấy cơ bắp của mình rất là to luôn, cái tay rất là to. Gồng lên. Ôi con tôi. Anh xây tên Vinh bằng con cá đi, tên em cũng giống tên anh nè. Thiệt luôn đó hả? Rồi, ok. Xây tên Vinh bằng con cá. Ok, để coi luôn. Ủa sao con cá mình nhìn thấy nó giống như con lươn quá vậy? Lúc này là mình sẽ làm theo cái pha đua thuyền ở trên TikTok. Đó, nhìn nè, nhìn nè. Uầy. Quậy quậy. Cái pha đi đường này mình thấy rất là ảo luôn ấy. Còn chần chờ gì nữa, ấn like và đăng ký kênh liền nè các bạn ơi. Ghi tên Nam bằng con rồng được không anh Trần? Lần này mình ghi tên Nam bằng con rồng luôn. Con rồng nó to dữ lắm luôn á. Trời ơi, rồi nhớ tim và follow cho anh nha. Wow, mình chơi con rồng đỏ luôn mới ghê. Vẽ xong con rồng này chắc là hư máy luôn, thiệt luôn á. Wow, đây, ra thành chữ Nam, tên Nam đây. Có bạn nào ở đây tên Nam hay không? Bình luận ở phía bên dưới cho mình biết nha. Trời ơi, bảo tắt hư máy tính luôn.
Enderman dịch chuyển. Đỉnh vậy. Rồi, chỗ này là nhảy qua đây đúng không? Ủa? Ủa nhảy qua chỗ đó, còn không lẽ nhảy qua cái chỗ nào? Rồi chúng ta sẽ phải ăn một cái miếng chanh đầu tiên trong cái cuộc đời. Trời ơi, bảo tóc à. Nhìn cái bản mặt. Mưa sơn một dân dân nga của chúng. Nhưng mà mình thề với các bạn lúc đó ăn chanh chua thật sự luôn. Dành cho bạn nào không hiểu ý nghĩa của cái đoạn video này có nghĩa là sao biết không? Là cái đoạn này nè. Là anh Văn Làng chạy trốn khỏi cái con zombie. Nhưng mà thay vì đi qua phía bên bên trái là anh em Văn Làng đang ở đây rất là nhiều. Còn phía bên đây là con zombie nè, rất là nhiều con zombie. Nhưng mà lại lựa chọn ở phía bên đây là lý do là sợ là cái con này nó sẽ tấn công tất cả anh em dân làng. Đó, đây là một dân làng rất là tốt bụng luôn á. Thấy không? Đó, như vậy là ông đó bảo vệ tất cả mấy ông dân làng này. Thấy không? Các bạn thấy ông dân làng rất là tốt bụng luôn. Hình trái tim luôn nè. Nhưng mà cái này mình thấy thì nó cũng wow, rất là đẹp. Ôi giời ơi. Nếu mà bạn nào thấy đẹp thì hãy ấn đăng ký kênh Vinh để ủng hộ mình nha. I got this thing, gonna tie your tie. Có YouTube baby đây của. Ủa? Ê, sao cái này? Để đây. Có YouTube baby đây. Ôi, hai cái đó kết hợp tạo thành một cái khối gỗ rất là ảo. Và cũng như là thì đây là những cái video TikTok của Vinh MC là của mình. Thì còn rất là nhiều video hay ở trên TikTok, các bạn nhớ theo dõi TikTok của mình luôn nhé. Tên là Nguyễn Hoàng Vinh, các bạn tìm kiếm là nó sẽ ra thôi. Và các bạn nhớ like và đăng ký kênh thì khi mà mình ra video mới các bạn sẽ không bỏ lỡ những video mới nhất nha. Bây giờ là tạm biệt các bạn.